Bích Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng Giêng, 2020. Đến với bản tin hoạt trình đốn tối nay gồm có bản tin y học, tiếng nói cử tri để mở đầu. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Xin kính chào các quý vị thính giả của Đại sĩ ở khắp mọi nơi. Lần nữa tôi sẽ rất hân hạnh trở lại trong chương trình trong những ngày đầu năm và đó là cái điều mà rất là phước hợp à, cho chúng tôi à, để cho quý vị nghe những tin tức mới về gạo thực sự nó không có quá cũ nhưng mà nó cũng có thể có cái điều mới ở đây để chúng ta có thể học hỏi chúng ta có bao giờ nghĩ là có bao nhiêu loại gạo mà chúng ta thấy trên thế giới không khoảng bốn 000 loại gạo khắp nơi thế giới và cái loại của nó thì được phân loại mỗi cái cây nó có một cái tên riêng gọi là Orisa sativa chúng ta không cần nhớ đó chúng ta chỉ cần nhớ gạo là đủ rồi nhưng mà có khoảng 90 ngàn mẫu được lưu trữ tại ngân hàng gạo giống trên thế giới International Rice Jenny Bank đó là cái điểm mà chúng ta cần nhớ bây giờ khi chúng ta nhìn thấy nó quá nhiều vậy thì cái câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ rất là khó để mà tìm hiểu được và là làm thế nào để mà chính xác. Ngay cả cái cây nó cũng khác nhau rồi, mà cái dùng quốc gia nào ở trên thế giới nó cũng khác nhau, hoặc dài, hoặc ngắn, hoặc tròn, nhân dân. Thì về phương diện khoa học, về phương diện mà cho nó dễ dàng để chúng ta nhớ, thì chỉ có ba nhóm chính thôi, cặt dài, long grain, hoặc ngắn, short grain khi chúng ta mua, và hạt trung bình medium đó là khi chúng ta đi ra chợ thì chúng ta chỉ chú ý những cái điều đó mà thôi ngoài ra những loại gạo đặc biệt tôi nhớ cái đây nhưng mà gì sẽ không cần nhớ đến chúng ta sẽ bàn nhiều đến cái loại gạo thơm gọi là aromatic rice tại sao nó gọi là thơm thì bây giờ trong cái gạt dài này đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều loại hạt dài quý vị sẽ rất là khó khăn để mà định nhưng mà quý vị nhớ là đối với người châu âu đặc biệt người Mỹ và Thái thì người ta chỉ biết là dùng cái hạt dài đa dạng cái gì họ cũng xài được hết. Sau đó thì hạt dài thường ở Hà Châu và cái loại hạt mà dễ nấu thì thường thường người Trung Quốc họ thích sử dụng lắm. Rồi sau cùng chúng ta nhớ là người Ấn Độ sản xuất nhiều nhất cái loại là Brown Long Grain và chúng ta thấy nó rất là phổ biến trên thị trường. Đặc biệt là bên Trung Đông. Bây giờ cái gạo trung là cái gạo gì? Thường thường ở châu Âu thì ta xài cái loại gạo trung tại vì người ta không có ăn gạo như cái người Á Châu của mình. Nhưng mà họ lại sử dụng gạo để làm thức ăn cho cái tráng miệng mà thôi. Thì ra chúng ta cũng không cần phải nhớ lắm tại vì họ rất là ít làm những cái loại gạo này. Và sau cùng thì chúng ta có gọi là gạo ngăn ngắn hay là cái gạo mà chúng ta nấu thì nó trở nên tròn sau khi nấu. Và nó rất là dẻo và dính sticky, gọi là sticky rice chúng ta gọi là nếp nhưng mà thực sự nó có nhiều loại khác nhau nhưng mà đối với người nhật họ quan trọng lắm thì họ chọn cái gạo để làm sushi đó là cái đặc tính cho nó dẻo và dính thì mới làm sushi được và sau cùng thì ở việt nam chúng ta hay ăn thích cơm tấm nhưng mà cơm tấm thực sự nó là gọi là broken rice nghĩa là cái loại gạo đó bị vỡ ra bể khi làm gạo cho nó trắng thôi nhưng mà nó cũng còn cái vị ngon như như thường chúng ta đã thấy và thường thường ăn cơm tấm ngoài ra có những gạo đặc biệt thì quý vị không cần chú ý đến tại chỉ sử dụng trong những cái bộ lạc những cái thổ dân những cái dùng nước xa xôi và họ có cái cách dùng của họ và đặc biệt người ý họ sử dụng những loại đặc biệt vân vân chúng ta sẽ không có chú ý đến Bây giờ chúng ta sẽ chú ý tới cái gạo thơm là cái gọi gạo mà hiện nay chúng ta được sử dụng rất nhiều trên thị trường. Đặc biệt người Việt Nam, tôi nhớ là lúc nào cũng phải nhớ cái tên gạo thơm là Aromatic Rice. Tại vì nó có thơm thì vì nó chứa một chất đặc biệt là high acetyl myrolin Nó cho ra một người thơm đặc biệt trong cái gạo. Và càng để lâu chừng nào thì nó lại thơm ngon hơn. Đó là cái điều rất là đặc biệt. Và đặc biệt cái gạo thơm thì chúng ta nhớ là hai chữ chính. Quý vị nhớ là Basmati khi ra chợ. Tương hệ tới cái vùng Trung Đông, Ấn, Pakistan. Và cái loại Jasmine là cái loại ở phía Đông. Cửa Châu chúng ta, Thái, Việt Nam, Ấn Độ, Lào, nhân dân. Chúng ta ăn Jasmine. Thì cái Basmati là cái gì? Basmati là trồng ở những cái núi Malaya, Pakistan. Và chữ Bas có nghĩa là tiếng Hindu có nghĩa là thơm, Mati là đầy mùi thơm chứ chẳng có cái ý nghĩa gì hết. Nhớ basmati là cái gạo thơm theo cái kiểu Trung Đông mà thôi. Còn ở cái người chúng ta thấy ngoài ra ngưỡng độ họ cũng có có gọi là brown basmati long grain là cái cái mà quý vị sẽ thấy và chúng ta sẽ chú ý nhiều. Tại đó là cái gạo mà chúng ta sẽ được sử dụng nhiều nhất hiện nay cho những cái người bệnh đặc biệt là những người bị bị tiểu đường. Đó là cái điều quý vị cần nhớ hạt cơm nó sẽ dài và gần gấp đôi cái chiều dài của nó khi chúng ta nấu xong. Đó là sao quý vị thấy những cái cơm của những người mà Mediterranean, họ người Trung Đông, cái cò họ nó thon và nó dài và ăn nó rất là rời, nó không có dính như cái gạo của người Á Châu của chúng ta. Đó là Basmati Rice. Bây giờ, Jasmine Rice. Vì thấy trên thị trường nó đầy dãy hết tất cả đâu cũng jasmine, jasmine gạo thơm. Người Việt Nam chúng ta gọi là gạo thơm thì có chữ dịch ra. Nhưng mà phần lớn người Mỹ họ nhận cái gạo từ Thái Lan và gọi là jasmine. Jasmine thực sự nó chỉ là cái tên của một loại hoa thơm gọi là jasmine flower. Giống như chúng ta gọi là trà jasmine, cũng một loại trà thơm tại vì nó ướm tướp cái cái chất hoa. Nó mềm và dẻo và thường sử dụng trong các nước như Việt Nam, Trung Quốc và những nước Đông Nam Á. Thì ngoài cái loại mà basmati rồi chúng ta tới jasmine cho người Á Đông chúng ta sẽ có một loại đặc biệt hơn có người Nhật là japonica rice japonica cái loại chúng ta hơi đặc biệt hơn tại vì nó xuất phát chính từ cho Á Châu và nó có tên japonica japon tức là Nhật và nó có đặc biệt là gì nó có ba cái những cái màu khác nhau đỏ, đen và nâu và chúng ta sẽ có dịp bàn tới. Nhật và những người ở vùng Caribbean thường thường sử dụng cái loại gạo này. Nó dẻo hơn vì nó có chất nhiều amylopectin, đó là cái cái mà người Nhật có thích khác trên những cái gạo rất là gọn khô và rời từ Ấn Độ. Thì chúng ta chúng tôi sẽ tạm ngừng cái, cái chương trình ở đây để cho cái chương trình hoạt các thương mại và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát trong cái phần hai của cái chương trình xin uh, quý vị uh, đừng rời mai xin cảm ơn